Xin chào buổi trưa tất cả mọi người, mình sẽ lại bắt đầu nhanh những thông tin tình hình dịch Covid trưa ngày hôm nay ngày 12 tháng 8 bao gồm những nội dung như sau. Và trước khi bắt đầu thông tin chi tiết á, bạn nào chưa đăng ký vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và đầu tiên chính là trưa ngày hôm nay Bến Tre không có ghi nhận ca mắc Covid-19 mới, thì theo đó Bến Tre tính đến ngày hôm nay Bến Tre có 1.234 ca dương tính với Covid-19, vẫn là 22 ca tử vong và 475 ca đã xuất viện. Và thông tin tiếp theo là bệnh viện Cù Lao Minh đã điều trị thành công cho 33 bệnh nhân nhiễm Covid-19. Thì 33 bệnh nhân đầu tiên đủ tiêu chuẩn xuất viện, thì chúc mừng các anh chị, các cháu đã vượt qua thử thách nguy hiểm của bệnh tật do Covid-19 để trở về với gia đình, quê hương của bạn là Thạnh Phú, Ba Tri, Bình Đại, Châu Thành, và có hai tỉnh là Đồng Tháp và Sóc Trăng. Về nhà vẫn tiếp tục thực hiện 5K tại gia đình và địa phương của mình nhé. Thì đó là lời chúc của các đội ngũ bác sĩ thầy thuốc của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cù Lao Minh đã vượt qua khó khăn để chăm sóc điều trị thành công cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19. Và thông tin tiếp theo chính là công an huyện Bình Đại bắt quả tang nhóm đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy ngay thời điểm giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19. Thì nhận được tin của quần chúng vào 10 giờ 10 phút ngày hôm qua, công an huyện Bình Đại đã phối hợp với công an xã Thạnh Phước bất ngờ kiểm tra nhà ông Lê Trọng Nghĩa sinh năm 1988, ngụ ấp Phước Lợi, xã Thạnh Phước. Thì tại đây lực lượng chức năng phát hiện 10 đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy, thì đã tạm giữ 10 người. 9 đối tượng trên là thường trú xã Thạnh Phước, 1 đối tượng là trú tại Đại Hòa Lộc. Qua xét nghiệm thì 10 đối tượng đều dương tính với ma túy. Thì tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ 6 túi ni lông bên trong có chứa các hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá. Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Đây là những hành vi ngoài việc vi phạm các quy định về tàn trữ sử dụng trái phép chất ma túy, thì việc tập trung đông người còn vi phạm về quy định phòng chống dịch bệnh cần phải lên án và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Và thông tin cuối cùng cho bản tin trưa ngày hôm nay chính là tại Dòng Trơm là đăng tin xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch thì bị xử phạt 7,5 triệu đồng. Thì cũng như mình đã đưa tin trước đó, thì ngày hôm qua công an thị trấn Dòng Trơm đã phối hợp với công an huyện Dòng Trơm đã trao quyết định xử phạt hành chính đối với đối tượng là TNLN sinh năm 1999, thì đăng ký hộ khẩu thường trú là khu phố 2 thị trấn Dòng Trơm, có hành vi là đăng tải lên mạng xã hội với nội dung là không đúng sự thật, xúc phạm lực lượng thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Thì cụ thể là ngày 26 tháng 7, đương sự N sử dụng tài khoản Facebook cá nhân của mình đăng tải nội dung về việc các chốt kiểm soát không cho gia đình đương sự đi ra ngoài mua thuốc, đi chợ và phải đóng 10.000 để gửi cho lực lượng xung kích của xã đi mua đồ giùm, và có một số ngôn từ xúc phạm lực lượng đang làm nhiệm vụ chống dịch. Thì qua xác minh, nội dung phản ảnh trên mạng xã hội của đương sự là không đúng sự thật. Thì đề nghị người dân chấp hành nghiêm các quy tắc ứng xử khi sử dụng mạng xã hội, không đăng tải chia sẻ nội dung chưa được kiểm chứng, bịa đặt sai sự thật lên trên mạng xã hội. Thì mình cũng xin kết thúc bản tin nhanh trưa ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thân ái chào tạm biệt các bạn.